Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin rất mới, đó là vụ việc 39 người Việt Nam bị đóng băng bắt đầu cho vào hòm kẽm và đưa ra sân bay tại Anh. Và thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được, các nạn nhân Việt Nam bị chết ngạt và cống tại xe đông lạnh tại ở Anh đã bắt đầu được đưa ra khỏi ngăn lạnh tại nhà xác và đưa vào thùng kẽm để trở ra sân bay tại London chuẩn bị cho một hành trình về lại quê hương của họ. Và đây là thông tin mà báo chí quốc tế bắt đầu đăng tải về vụ việc này đang diễn ra. Đây là hình ảnh của sân bay London ở nơi đang giữ một số thi thể của người Việt Nam bắt đầu được tập kết ở đây để bị vào hồi hương. Thi thể 39 nạn nhân ở Anh sắp được hồi hương. Thân nhân của một trong 39 nạn nhân chết ở Anh cho biết, thi thể con trai của ông đã được đưa ra sân bay ở Anh để làm thủ tục và nội hôm nay hoặc sáng mai sẽ được đưa lên máy bay để hồi hương trở về Việt Nam. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Bùi Thanh Sơn cho báo chí biết các cơ quan chức năng của cả hai nơi đang phối hợp khớp lại lần cuối về kỹ thuật, thủ tục pháp lý trước khi chuyển các nạn nhân về nước. Và như vậy là với uh, thời điểm này thì phía Anh bắt đầu đưa người ra cho vào thùng kẽm để chuẩn bị trở về Việt Nam và tại hiện nay những cái thùng lạnh này đang được đặt ở chiếc ngay trong sân bay ở London như thế này và đây là hình ảnh sân bay London và các gia đình nạn nhân cũng đã chuẩn bị tâm lý để đón nạn nhân đó là những con em của mình ở sân bay nội bài ở Hà Nội đây là hình ảnh của gia đình ông Hoàng Lành bố của nạn nhân Hoàng Văn Tiếp bị chết trong 139 trong người đã bị chết trong container đông lạnh ở Anh. Ông Hoàng Lành, bố của nạn nhân Hoàng Văn Tiếp, 18 tuổi, nói vào tối hôm 25 tháng 11. Trong vòng ngày nay đến sáng mai là em lên máy bay về nhà, làm thủ tục xong cả rồi, trừ ra sân bay rồi. Tức là ông đã thông báo là bây giờ đã ra đến sân bay rồi và thủ tục thì đã xong. Số tiền Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo cho mình là phải nộp 66,2 triệu đồng Việt Nam để đưa về đến nội bài còn từ nội bài về đến nhà là chưa tính. Ông nói vậy. Mình phải ký vô hồ sơ để họ làm cho mình chứ mình chưa có tiền phải ký nợ, ông Lành cho biết thêm. Và đây là hình ảnh để gần lại các bạn sẽ thấy đây là gia đình của ông Lành nơi có một nạn nhân sẽ được đưa về đây vào thời gian tới là anh Hoàng Văn Tiếp 18 tuổi. Và rõ ràng là nạn nhân có những cái gia đình gia cảnh cũng rất khó khăn, thực sự là khó khăn và họ cũng đang chuẩn bị đón con để về làm mai táng ở quê hương và điều này chắc chắn chúng ta sẽ thấy trong thời gian tới và đặc biệt là các báo chí trong nước cũng nên tìm mọi cái thông tin như có thể để có thể đăng tải những cái thông cái hình ảnh và những cái việc mà trao và nhận xác tại sân bay nội bài về cho thân nhân để phục vụ bạn đọc trong nước. Đảng và chính phủ Việt Nam thì vẫn giấu gia đình, không cho biết thì lúc nào xác đông lạnh của con em của họ sẽ về đến sân bay nội bài và điều này rất đặc biệt đối với những cái đất nước như vậy. Đây là hình ảnh của sân bay nội bài ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông và người đại nhà đại diện vẫn chưa nhận được thông tin về thời điểm dự kiến sẽ tiếp nhận thi thể của con trai mình. Người ta không báo ngày nào để đón hết. Thằng em tức là bên anh nó điện về nói là chắc sau khi họ chuyển về sân bay nội bài xong rồi thì từ sân bay nội bài chuyển về nhà thì khi đó họ mới báo cho mình biết. Vì mình mà ra ngoài là phóng viên, nhà báo trong nước sẽ làm lộn xộn ở sân bay nên họ không cho mình biết, ông lành nói và dựa theo suy đoán của người thân đang ở Anh. Thì đây là thông tin rất mới và các bạn phóng viên ở trong nước có thể tìm hiểu những thông tin này thêm để có thể đón những cái luồng thông tin mới và phục vụ người xem trong nước. Và phía Bộ ngoại giao Việt Nam thì chúng ta cũng chỉ nói rất chung chung về hành trình trở về của các thi thể Việt Nam này như sau. Đây là hình ảnh Thứ trưởng ngoại giao Việt Nam ông Bùi Thanh Sơn đã trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội về việc đưa 39 nạn nhân người Việt Nam về lại quê hương trong thời gian tới. Cũng trong ngày 25 tháng 11, Thứ trưởng thường trực Bộ ngoại giao Việt Nam ông Bùi Thanh Sơn nói nói báo chí trong nước rằng Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ và sẽ đưa nạn nhân về nước sớm nhất như có thể. Hiện nay còn phải chờ sự chấp thuận của thẩm phán bên Anh. Muốn di rời thi thể nạn nhân đều phải có thủ tục chấp thuận của cơ quan tòa án bên Anh. Báo lao động dẫn lời ông Sơn đã nói như vậy bên hành lang quốc hội. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ, ở đây là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thành Sơn. Và sau thời gian chính quyền địa phương đi thuyết phục những cái người thân của nạn nhân nhận lọ cho không được, thì giờ đây đa số người nhà của nạn nhân đều muốn nhận nguyên xác cho đúng với người và họ muốn nhìn mặt con cháu mình uh, lần cuối. Đây là hình ảnh ông Hoàng Lành, bố của nạn nhân Hoàng Văn Tiếp, 18 tuổi, người đã bị chết vì ngạt và đông cứng tại Anh. Và hiện nay ông đang chờ đợi để nhận xác uh, con từ sân bay nội bài. Theo đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam, hầu hết các gia đình nạn nhân đều mong muốn nhận thi thể nguyên vẹn của người thân. Chỉ có một số nguyện vọng nhận cho cốt mà thôi. Ở huyện Diễn Châu này, thì cả 7 gia đình đều nhận nguyên vẹn cả. Còn huyện khác thì tôi không biết. Ông lành đã đưa thêm thông tin như vậy cho báo chí quốc tế. Và để gần lại các bạn sẽ thấy hình ảnh một người cha đang rất đau buồn để vì con của mình đã không may bị tai nạn và chết trong thùng đông lạnh và trong cái hành trình mà tìm một cuộc sống mới. Điều đấy cũng rất đau lòng không phải cho ông mà cho cả gia đình và nhiều họ hàng và nhiều người khác nữa và cộng đồng người Việt Nam tại Anh trong thời gian vừa qua đã tổ chức quyên góp được 3,5 tỷ đồng để giúp đỡ các gia đình nạn nhân có tiền chi trả uh, tiền phí để mang xác con em mình về nước. Đây là hình ảnh nghệ sĩ, nữ nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền bày tỏ lòng thương tiếc với 39 nạn nhân xấu số, số tại buổi nhạc quyên góp tại Anh. Và để gần lại chúng ta sẽ thấy rất rõ uh, lấy ngọn nến và cái cuốn lịch cũng như là cái hình ảnh của tượng trưng cho những người đã mất. Tin cho hay cộng đồng người Việt Nam tại Anh hôm 24 tháng 11 đã tổ chức đêm nhạc tình người viễn xứ tại Birmingham và quyên góp được 117.000 bảng Anh, tức là tương đương khoảng 3,5 tỷ đồng Việt Nam để trợ giúp cho 39 gia đình nạn nhân tại Việt Nam. Thông tin thông báo cho biết chi phí hỏa táng, thi thể và vận chuyển lọ cho bằng đường không từ Anh về Việt Nam là 1.370 bảng, tương đương với triệu đồng Việt Nam. Còn chi phí mang thi hài trong quân tài kém là 2.208 bảng, tương đương với 66 triệu đồng Việt Nam. Thì như vậy nó chỉ nhỉnh hơn so với mang uh, lọ cho một chút mà thôi. Bộ Ngoại giao cũng đề nghị các tỉnh chủ động phương án tiếp nhận cho hoặc thi hài tại sân bay đưa về địa phương, bàn giao cho các gia đình, nạn nhân. Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, trước mắt chính phủ quyết định tạm ứng tiền để hỗ trợ các gia đình đưa thi hài về an toàn, kịp thời. Sau đó, địa phương sẽ làm việc với các gia đình để hoàn trả cho chính phủ. Thì như vậy là với những thông tin như thế này thì rõ ràng là trong thời gian tới thì những gia đình nạn nhân mà chưa có điều kiện trả tiền thì như cha của nạn nhân vừa qua đã tâm sự thì họ phải ký nợ với chính phủ và khi có tiền, có điều kiện thì họ phải hoàn trả số tiền đó cho chính phủ thì mới lấy được để trả tiền vận chuyển xác về. Thì đây là một cái điều rất đặc biệt ở một đất nước mà luôn nói rằng là nhà, nhà nước của dân và vì dân. Nhưng mà cuối cùng thì khi công dân của họ gặp tai nạn một cách rất lớn, một cái vụ mà 39 xác người đã bị chết nằm ở trong công tôi lạnh ở Anh gây bàng hoàng với quốc tế thì cuối cùng thì chính phủ vẫn phải bắt người dân đóng tiền thì để mới trở xác về. Thì đây là cái điều rất đặc biệt. Và 39 nạn nhân người Việt Nam bị chết này là những người ra đi từ nhiều địa phương khác nhau. Nhưng nhiều nhất vẫn là từ Nghệ An, quê hương của Cố Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông chính là Nguyễn Tất Thành cũng ra đi như vậy từ những năm 1911 tại khu bến nhà rồng. Đây là hình ảnh chiếc xe đông lạnh chứa 39 người Việt Nam bị chết ngạt và cống tại Anh. Hôm đó, hôm trước, uh, hôm 23 tháng 10, cảnh sát Anh đã phát hiện 39 thi thể nạn nhân người Việt trong một xe tải chở hàng đông lạnh tại một khu công nghiệp trong quận hạt Essex. Tất cả các nạn nhân đề đều được đưa vào Anh bất hợp pháp thông qua một đường dây buôn người được cho là rất phức tạp và có mặt ở nhiều quốc gia châu Á và châu Âu. Trong số 39 nạn nhân uh, ở độ tuổi từ 15 đến 44, có đến 21 người đến từ Nghệ An, như vậy là rất đông từ quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Số còn lại là từ các tỉnh Hà Tĩnh 10 người, Hải Phòng 3 người, Quảng Bình 3 người, Thừa Thiên Huế 1 người và Hải Dương 1 người. Thì như vậy là cái điều đau buồn đã xảy ra với họ uh, trong thời gian vừa qua. Và chia sẻ với người dân cho biết mặc dù nguy hiểm nhưng các thanh niên thiếu nữ Việt Nam vẫn đang tiếp tục tìm đường ra đi uh, khỏi xứ sở của mình. Đây là hình ảnh của mẹ nạn nhân Hà Văn Tiệp, thanh niên này mới 18 tuổi, đang cầm cái điện thoại và có hình ảnh chụp con gửi về. Nhiều gia đình cho biết họ đã phải thế chấp nhà cửa vay mượn tiền để cho con em đi lậu sang Anh để kiếm kế sinh nhai. Nói chung là vay mượn hết, 500 triệu là vay mượn hết. Ông Lành cho biết số tiền ông bỏ ra để cho con trai đi sang Anh mà theo lời người môi giới là đi bằng xe 4 chỗ. Tức là họ hứa đi những chiếc xe 4 chỗ chở có vẻ như rất là an toàn nhưng cuối cùng thì hậu quả uh, với 39 người chết thì người dân đã biết rằng là không phải như vậy. Theo lời ông Lành, sự việc xảy ra cho con trai ông và các nạn nhân khác là do số phận mình đen đủi. Chứ người dân trong khu vực của ông chắc chắn sẽ không dừng lại sau vụ việc đau lòng này, họ vẫn phải đi. Đơn giản là đi làm ăn thôi vì ở nhà không có cái nghề gì mà làm cả. Ông Lành nói thêm như vậy. và một đất nước mà để người dân của mình lũ lượt phải bỏ xứ mà ra đi mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn thì Đảng Cộng sản và chính phủ Việt Nam cũng cần phải xem xét lại chính sách của mình một cách hết sức nghiêm túc. Nếu xét thấy chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội không đem lại được ấm no, hạnh phúc, bình đẳng và pháp quyền cho trên 90 triệu người dân Việt Nam thì cũng nên loại bỏ nó đi và đưa đất nước gia nhập vào thế giới văn minh với nền dân chủ và tự do của nhân loại. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba, ngày 26 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận này cũng như những chia sẻ video cho nhiều người cùng biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những thông tin mới nhất, trung thực nhất từ Thời báo.de. Cảm ơn các bạn. Trung Khoa.